Quý vị đang đến với chương trình tin tức tổng hợp được phát sóng trên đài truyền hình IBC TV trên băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, trên hệ thống Galaxy 19 được phủ sóng toàn 50 tiểu bang Hoa Kỳ, Canada, trên các app điện tử cũng như trên hệ thống website ibctv.us. Phụ trách chương trình tin tức bản tin 12 giờ trưa ngày hôm nay, Sướng Ngôn Viên, Trang Lương và Vũ Quang Vinh xin trân trọng kính chào. Vâng, và kính thưa quý vị, cũng vẫn như thường lệ, trước khi đi vào bản tin chi tiết ngày hôm nay, chúng ta hãy đến với phần điểm tin. Thương thuyền chở ngũ cốc đầu tiên cập cảng Ukraine. Cháy rừng kỷ lục ở Âu Châu. Tân Bộ trưởng Kinh tế Argentina cam kết vực dậy nền kinh tế đang khủng hoảng trầm trọng. Cuba gom Mỹ Kim ở thị trường chợ đen với giá cao cấp 5 lần giá chính thức. Hoa Kỳ phản đối mọi sự thay đổi hiện trạng Đài Loan. Kính thưa quý vị, phần tin đầu tiên chi tiết ngày hôm nay sẽ do Sướng Ngôn Viên Vũ Quang Vinh trình bày. Xin mời quý vị cùng đón xem. Chiếc thương thuyền chở ngũ cốc đầu tiên cập cảng Ukraine. Một chiếc thương thuyền của Thổ Nhĩ Kỳ theo dự kiến sẽ cập cảng Chornomorsk ở Hắc Hải của Ukraine vào ngày thứ Sáu. Chiếc tàu đầu tiên đến cảng Ukraine trong khi đang diễn ra cuộc chiến tranh với Nga. Theo phát ngôn viên của giới chức thẩm quyền Odessa, thì chiếc thương thuyền Osprey S treo quốc kỳ Liberia đã rời Thổ Nhĩ Kỳ, đang di chuyển từ eo biển Dardanelles đến cảng Chornomorsk. Ông này xác nhận đây là con tàu đầu tiên không bị chặn ở các cảng của Ukraine kể từ ngày 24 tháng 2, sẽ vận chuyển ngũ cốc xuất cảng của Ukraine đến các cảng ngoại quốc. Chiều thứ Năm, Osprey S đã thả neo ở biển Marmara, cách Istanbul khoảng 1 km, cùng với các tàu khác đang chờ vượt qua eo biển Bosphorus để vào Hắc Hải. Chiếc tàu đầu tiên của thế giới chở ngũ cốc xuất cảng của Ukraine đã khởi hành từ thành phố cảng Odessa vào hôm thứ Hai, đã đến eo biển Bosphorus khoảng 36 tiếng đồng hồ sau. Cháy rừng kỷ lục ở Âu Châu. Số liệu của Liên minh châu Âu cho thấy các đám cháy rừng hoành hành khắp châu Âu trong mùa hè này đã thiêu rụi diện tích rừng rộng lớn thứ hai lịch sử khối này. Mặc dù thời gian nắng nóng chỉ mới được một nửa, nhiều đám cháy rừng dữ dội xảy ra ở hàng chục quốc gia Âu Châu năm nay buộc hàng ngàn người phải di tản, thiêu rụi nhà cửa và các cơ sở kinh doanh. Các quốc gia như Italy, Tây Ban Nha và Pháp đang có nguy cơ bị nhấn chìm trong biển lửa vì các vụ cháy rừng. Tính từ đầu năm 2022 đến nay thì hơn 600.000 mẫu rừng ở các nước Liên Âu đã bị thiêu rụi, cao thứ hai lịch sử Liên Âu kể từ năm 2006. Diện tích rừng bị đốt cháy năm nay lớn gấp đôi diện tích Luxembourg. Không có năm nào mà cho thấy diện tích đất rừng bị đốt cháy cao đến như vậy ở Âu Châu trong tháng 8. Thời tiết nóng làm giảm độ ẩm của thảm thực vật biến thành nhiên liệu khô dễ cháy. Victor Resco de Dios, giáo sư của trường đại học Lleida của Tây Ban Nha, cho biết là các đám cháy rừng khủng khiếp ở Pháp và Bồ Đào Nha hồi đầu tháng 7 là hết sức bất thường, cho thấy sự biến đổi khí hậu khiến cho mùa cháy bắt đầu sớm hơn và kéo dài hơn. Các quốc gia Nam Âu như Bồ Đào Nha và Hy Lạp thường bị hỏa hoạn vào mùa hè, nhưng nhiệt độ nóng hơn đã làm bùng phát các đám cháy rừng lên phía Bắc, xuất hiện tại Đức, Slovenia và Cộng hòa Séc. Theo như các nhà khoa học thì nếu thế giới không cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, tác động trực tiếp đến sự biến đổi khí hậu thì sóng nhiệt cháy rừng sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Tân Bộ trưởng Kinh tế Argentina cam kết vực dậy nền kinh tế đang khủng hoảng trầm trọng. Tân Bộ trưởng Kinh tế của Argentina Sergio Massa vào hôm thứ Tư đã công bố một loạt các biện pháp vực dậy nền tài chính yếu kém của đất nước, cam kết chấm dứt tình trạng thâm thủng tài chính và thực hiện các khoản vay để thanh toán nợ nần. Massa công bố một loạt danh sách các biện pháp trên sau khi được Tổng thống Alberto Fernandez bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Kinh tế để đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính, nợ nần và lạm phát đã làm bùng phát các cuộc biểu tình rầm rộ trên đường phố. Massa có mối liên lạc chặt chẽ với các nhà đầu tư quốc tế, người thứ ba được ông Fernandez bổ nhiệm vào chiếc ghế Bộ trưởng Kinh tế trong vòng 3 tháng qua, cam kết kết thúc tình trạng mức thâm thủng ngân sách, hứa hẹn không sử dụng các khoản ứng trước của kho bạc để chi tiêu trong thời gian còn lại của năm nay. Massa ủng hộ việc thực hiện thỏa thuận vay của Quỹ Tiền tệ Quốc tế 44 tỷ Mỹ Kim để trả nợ các tổ chức tín dụng quốc tế.
Ông tuyên bố hy vọng sẽ tăng tốc độ xuất cảng nông sản, ngư nghiệp và khai thác mỏ để thu về ít nhất 5 tỷ Mỹ Kim, mang lại ngoại tệ cần thiết cho kho bạc quốc gia. Ông này được bổ nhiệm sau khi Bộ trưởng Kinh tế Martin Goldman từ chức đột ngột vào đầu tháng 7, sau Goldman, Silvina Batakis chỉ ở ghế Bộ trưởng Kinh tế vài tuần. Cuba gom Mỹ Kim ở thị trường chợ đen với giá cao gấp 5 lần giá chính thức. Cuba thông báo là sẽ thu mua Mỹ Kim và các loại ngoại tệ khác bắt đầu từ thứ Năm với giá cao gấp 5 lần hối suất hiện tại để nỗ lực xóa bỏ thị trường tiền tệ phi chính thức và giúp cho nhà nước Cộng sản thu ngoại tệ. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương là Marta Wilson Gonzalez xuất hiện trên đài truyền hình nhà nước tối thứ Tư cho biết là hệ thống ngân hàng nhà nước ấn định hối suất mới là một Mỹ Kim thì sẽ đổi được 120 peso. So với hối suất chính thức là một Mỹ Kim đổi lấy 24 peso và 115 peso một Mỹ Kim trên thị trường chợ đen. Gonzalez cũng tuyên bố là sẽ thả nổi hối suất, coi đây là chính sách có hiệu lực thi hành trong vòng 18 tháng tới. Cuba đã không chấp nhận Mỹ Kim vào năm 2020 để trả đũa cho lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và ngừng bán ngoại tệ cho công chúng để thu vào đồng peso, tuyên bố rằng họ không có tiền mặt. Bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt khắc nghiệt của Hoa Kỳ vì đại dịch Covid-19 và sự gián đoạn hệ thống cung cấp hàng hóa khắp thế giới hiện nay, nền kinh tế Cuba phụ thuộc hoạt động nhập cảng gần như bị phá sản hoàn toàn. Tình trạng thiếu lương thực, thuốc men, nhiên liệu và nay là điện thì đã làm bùng phát các cuộc biểu tình trong thời gian gần đây. Hoa Kỳ phản đối mọi sự thay đổi hiện trạng của Đài Loan. Theo tin từ Phnom Penh cho hay, Ngoại trưởng Antony Blinken vào hôm thứ Năm tuyên bố tại cuộc họp khối ASEAN rằng Hoa Kỳ phản đối mọi nỗ lực đơn phương sử dụng vũ lực để thay đổi hiện trạng Đài Loan và cam kết không thay đổi chính sách đối với Đài Loan. Nói chuyện với các Ngoại trưởng Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á, tại cuộc họp ở Cambodia, ông Antony Blinken cho biết ông hy vọng Bắc Kinh sẽ không tạo ra cuộc khủng hoảng hoặc giả vờ gia tăng hành động gây hấn như việc tổ chức cuộc diễn tập quân sự bắn hỏa tiễn xuống vùng biển gần Đài Loan sau chuyến công du Đài Bắc của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi. Ông Blinken nhấn mạnh đến lợi ích mà Hoa Kỳ đạt được nhờ duy trì hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan. Chuyến công du Đài Loan của bà Pelosi trong tuần này đánh dấu sự kiện đầu tiên một chủ tịch Hạ viện đến thăm hòn đảo Tự Quản trong 25 năm và gây hàng loạt phản ứng dữ dội của Bắc Kinh. Ngoài các cuộc diễn tập quân sự, Trung Quốc cũng tấn công Đài Loan bằng các biện pháp hạn chế giao dịch thương mại để trả đũa. Tối thứ Ba, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Xe Phân đã mời Đại sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh Nicholas Burns đến để phản đối chuyến công du của bà Nancy Pelosi. Vâng, kính thưa quý vị, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại. Vũ Quang Vinh và Trang Lương sẽ quay trở lại với quý vị với những tin tức vừa được cập nhật, như Bộ Công an Việt Nam cân nhắc việc ghi thêm nơi sơ sinh vào thổ song hành mới bị ba quốc gia không công nhận. Ngoại trưởng Hoa Kỳ gặp tân Ngoại trưởng Sri Lanka. Trung Quốc hủy bỏ phiên họp song phương với Nhật Bản, cũng như là có những bé đã bị bệnh chân tay miệng mới xuất hiện tại quận Cam, California. Xin mời quý vị hãy tiếp tục đón xem. Vũ Quang Vinh và Trang Lương xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ cho những cơ sở đã luôn đồng hành cùng với IBC TV. Phần tin tức tiếp theo, Trung Quốc hủy bỏ phiên họp song phương với Nhật Bản vì tuyên bố chung của khối G7 liên quan đến Đài Loan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Năm cho biết cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Trung Quốc là Vương Nghị và Ngoại trưởng Nhật Bản bên lề hội nghị ASEAN tại Cambodia đã bị hủy bỏ. Hua Chunying là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nhà nước Trung Quốc, nói rằng Bắc Kinh tuyên bố là quyết định hủy bỏ cuộc họp để tỏ thái độ phản đối tuyên bố chung về Đài Loan của nhóm 7 quốc gia phát triển G7. Ngoại trưởng của các quốc gia G7 trong đó có Nhật Bản hôm thứ Tư đã đưa ra tuyên bố chung kêu gọi Trung Quốc giải quyết sự căng thẳng xung quanh eo biển của Đài Loan một cách hòa bình. Tin cho hay thì Trung Quốc hôm thứ Năm, ngày 4 tháng 8, chỉ trích các ngoại trưởng nhóm G7 đã yêu cầu Bắc Kinh không nên coi chuyến thăm công du Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi làm cách cớ để tiến hành hoạt động quân sự gây hấn ở eo biển Đài Loan. Trung Quốc đã đáp trả lại rằng chuyến công du Đài Loan của bà Pelosi đầu tuần này bằng cách mở các cuộc diễn tập quân sự bắn đạn thật ở vùng biển chung quanh hòn đảo Tự Quản mà Bắc Kinh coi là lãnh thổ của mình. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã bác bỏ tuyên bố trên và chỉ trích là họ đã phớt lờ hành động khiêu khích của Hoa Kỳ. Nhật Bản và Đài Loan cách nhau khoảng 110 km tại điểm gần nhất.
Bà Pelosi đã đến Nhật Bản hôm thứ Sáu là chặng cuối cùng trong chuyến công du Á Châu, bắt đầu ở Singapore hôm thứ Hai. Tiếp theo là Malaysia, Đài Loan và Nam Hàn. Ngoại trưởng Hoa Kỳ gặp tân Ngoại trưởng Sri Lanka Sapray, cựu Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Tư pháp trước khi được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng của Sri Lanka, đã cảm ơn sự trợ giúp mà Hoa Kỳ đối với đất nước của ông. Quốc đảo 22 triệu dân đang đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể từ khi được Anh trao trả độc lập vào năm 1948, với số ngoại hối dự trữ thấp kỷ lục. Theo Ngoại trưởng Antony Blinken, thì Sri Lanka đang ở trong thời điểm đầy thách thức và khủng hoảng, nhưng cũng không thiếu cơ hội để thiết lập một chính phủ dân chủ và hòa nhập nền kinh tế thế giới. Ali Sapray cũng đã lên tiếng đề cao vai trò của Hoa Kỳ trong việc bảo đảm khoản vay của Quỹ tiền tệ quốc tế dành cho đất nước của ông. Ngoại trưởng Sri Lanka Ali Sapray đang ở Phnom Penh, thủ đô của Cambodia, để tham dự hội nghị diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 29. Hỏa hoạn đã nhấn chìm bệnh viện ở Istanbul, một đám cháy bùng phát tại một bệnh viện nhiều tầng ở Istanbul hôm thứ Năm, buộc phải hàng trăm người bệnh nhân phải di tản. Đoạn băng video của đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ phát sóng cho thấy ngọn lửa bao trùm bệnh viện Taksim Alk Yadim ở quận Gaziantep của thành phố Istanbul. Khói men đen đã bay dày đặc và bốc lên trời khi nhân viên cứu hỏa nỗ lực dập tắt ngọn lửa. Nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn đã chưa được xác định. Và sau đây là những bản tin về Việt Nam. Bộ Công an Cộng sản Việt Nam cân nhắc việc ghi thêm nơi sinh vào sổ thông hành mới bị ba quốc gia không công nhận. Bộ Công an của Việt Nam hôm thứ Tư cho hay đang cân nhắc việc ghi thêm nơi sinh vào sổ thông hành mới đã cấp phát cho công dân của họ từ ngày 1 tháng 7 vừa qua. Tại cuộc họp báo diễn ra ở Hà Nội vào hôm thứ Tư, phát ngôn viên Bộ Công an của Việt Nam Tô Ân Sô cho rằng sổ thông hành mới của họ tuân thủ các tiêu chuẩn theo quy định của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO. Ông Tô Ân Sô cũng nói rằng sổ thông hành mới của một số quốc gia như Nhật Bản, Nam Hàn, Thụy Sĩ và Saudi Arabia cũng không ghi sinh quán của người sử dụng. Ông còn khẳng định rằng đa số các quốc gia trên thế giới đã công nhận giá trị sổ thông hành Việt Nam mới được phát hành, ngoại trừ Đức, Tây Ban Nha và Cộng hòa Séc. Ba quốc gia này thuộc khối Schengen đã từ chối cấp chiếu kháng nhập cảnh cho người sử dụng sổ thông hành Việt Nam mới vì lý do không ghi sinh quán. Ông cho đó là vấn đề kỹ thuật và Bộ Công an cùng Bộ Ngoại giao của họ đang phối hợp với các cơ quan liên quan của ba quốc gia trên để giải quyết, và trước mắt thì cơ quan ngoại giao Việt Nam ở trong nước hoặc hải ngoại sẽ ghi thêm sinh quán của công dân vào sổ thông hành mới. Tại cuộc họp thường kỳ vào tháng 7 ở Hà Nội ngày 3 tháng 8, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Công an giải quyết vấn đề trên để tránh tác động xấu, nhất là khi Việt Nam đang nỗ lực mở cửa trở lại. Hơn 100 chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam bị ảnh hưởng vì lệnh cấm bay trên không phận 6 địa điểm thuộc eo biển Đài Loan. Hơn 100 chuyến bay ngoại quốc của Việt Nam bị ảnh hưởng, bị buộc phải đổi hướng bay vì các cuộc diễn tập quân sự của Trung Quốc ở vùng lãnh hải gần Đài Loan. Hãng hàng không giá rẻ Vietjet có số chuyến bay bị ảnh hưởng nhiều nhất với 82 chuyến. Tiếp theo là hãng hàng không Việt Nam Airlines với 36 chuyến và Bamboo Airways với 2 chuyến. Cơ quan hàng không dân dụng Việt Nam trước đó đã nhận được thông báo của Trung Quốc yêu cầu là tránh bay trên không phận 6 vùng nguy hiểm gần Đài Bắc, Thượng Hải và Manila từ 4 giờ sáng ngày 4 tháng 8 đến 4 giờ sáng ngày 7 tháng 8, theo như giờ địa phương. Theo như thông báo, thì phi cơ bị cấm bay vào các vùng trời trên là vì lý do an toàn, làm gián đoạn các chuyến bay đến Đông Bắc Á của gồm có Trung Quốc, Đài Loan, Nam Hàn, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Sáng thứ Năm, thì Vietnam Airlines cho biết là cần thay đổi đường bay một số chuyến đến Nhật Bản, Đài Loan, Nam Hàn và Hoa Kỳ để tuân thủ thông báo của Bắc Kinh tuyên bố sẽ mở cuộc tập diễn thuật tập quân sự để phản ứng sau chuyến công du Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Pelosi. Theo như người đứng đầu cơ quan hàng không dân dụng Việt Nam Đinh Việt Thắng, thì việc điều chỉnh sẽ làm kéo dài quãng đường bay, tăng thời gian bay và làm hao tốn nhiên liệu nhiều hơn. Và sau đây là bản tin cuối. Ba đứa trẻ của một gia đình ở quận Cam bị bệnh tay chân miệng. Ba đứa con của bà Megan King đang được điều trị để hồi phục sức khỏe sau khi mắc bệnh lở mồm long móng HFMD rất dễ lây lan, đã khiến họ phải hủy bỏ kỳ nghỉ và chuyến du lịch Disneyland trong mùa hè năm nay. Vào hôm thứ Tư, một phụ nữ cư dân quận Cam có ba đứa con gồm hai cậu con trai sinh đôi Hart và Hayes, 3 tuổi và con gái Aspen, 5 tuổi, tiết lộ trên Instagram tin nói rằng các con của bà đã bị bệnh
nhiễm bệnh tay chân miệng, được gọi là bệnh lở mồm long móng ở gia súc, với sự xuất hiện nhiều vết lở loét ở trong miệng, trên bàn tay và bàn chân. Ban đầu thì bà Kinh, 37 tuổi, tưởng đó là vết muỗi đốt, nhưng ngày hôm sau thì được bác sĩ nhi khoa chẩn đoán các con của bà bị mắc bệnh tay chân miệng. Kết quả là chuyến du lịch Disneyland trong khoảng 3 ngày sau theo kế hoạch của gia đình đã bị hủy bỏ. Theo bác sĩ Travis Stock, các triệu chứng của bệnh tay chân miệng thường xuất hiện vài ngày sau khi bệnh nhân bị nhiễm virus, gồm có sốt, đau họng, chán ăn. Các triệu chứng khác xuất hiện gồm lở miệng nổi ban và mụn nước trên bàn tay và bàn chân, đôi khi lan xuống đầu gối, khuỷu tay, mông hoặc vùng sinh dục. Stock cho biết bệnh tay chân miệng lây lan qua các chất dịch ở mũi và họng như nước bọt và nước ở mụn phồng rộp. Ông còn cho biết bệnh chưa có thuốc điều trị, nhưng có thể giúp bệnh nhân giảm triệu chứng sốt, đau nhức khó chịu trong vòng một tuần thông qua việc sử dụng các loại thuốc như acetaminophen hoặc ibuprofen. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV buổi trưa ngày hôm nay do sứ ngôn viên Vũ Quang Vinh và Trang Lương thực hiện. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và đặc biệt là xin gửi lời cảm ơn tới các nhà bảo trợ của chương trình như là B&T Insurance. B&T Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm sức khỏe. B&T Insurance với hơn 10 năm kinh nghiệm là một đội ngũ tận tâm, uy tín, chuyên nghiệp, cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. B&T Insurance đại diện rất nhiều những hãng bảo hiểm danh tiếng và cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida và Maryland. B&T Insurance có 3 trụ sở chính tại Bosa Avenue, Westminster, California, số phone là 714-531-3100. Trụ sở thứ 2 tại Gavi Avenue, Rosemith, California, số phone là 626-999-5865. Và trụ sở thứ 3 tại Valley Boulevard, San Gabriel, California, số phone là 626-570-0342. Xin mời quý vị hãy gọi ngay cho B&T Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi xin kính mời quý vị Phật tử ở khắp nơi cùng đến dự Đại lễ Vu Lan Thắng Hội tại Chùa Điều Ngự vào sáng ngày mai, ngày thứ 7 vào lúc 10 giờ sáng, tại khuôn viên của Chùa Điều Ngự. Xin trân trọng kính chào và xin kính chúc quý vị một ngày mới vô lượng an lạc. Quang Vinh và Trang Lương xin chào mừng quý vị đang đến với chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV trên băng tần 57.19 miền Nam, 16.12 miền Bắc California, hệ thống Galaxy 19 toàn Hoa Kỳ và Canada, website ibctv.us, Facebook và YouTube IBC TV Official. Quý vị đang theo dõi bản tin 6 giờ chiều ngày hôm nay và trước khi đi vào phần tin chi tiết, chúng tôi xin mời quý vị đến với một số điểm tin chính như sau. Thượng viện Hoa Kỳ bỏ phiếu tán đồng việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO. Tennessee kiện hệ thống tiệm thuốc Tây Walgreens phân phối tràn lan thuốc gây nghiện, opioid. Dân biểu Jackie Walowski thiệt mạng vì tai nạn giao thông ở Indiana. Cựu thống đốc Puerto Rico Wanda Vazquez bị bắt vì cáo tội buộc tham nhũng. Bộ trưởng Tư pháp Florida bị đình chỉ nhiệm vụ vì chống lệnh cấm phá thai của tiểu bang. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị đến với phần tin chi tiết đầu tiên qua phần trình bày của sứ ngôn viên Trang Lương. Kính thưa quý vị, Thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu tán đồng việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO. Thượng viện Hoa Kỳ hôm thứ Tư đã bỏ phiếu với đa số áp đảo ủng hộ đề nghị gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển, biểu lộ thái độ cứng rắn đối với Nga và tán đồng việc kế hoạch mở rộng liên minh 30 thành viên được thành lập hồi thập niên 1990. 2/3 thượng nghị sĩ của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tại Thượng viện 100 thành viên bỏ phiếu tán thành tư cách thành viên NATO của hai quốc gia Bắc Âu, liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu. Theo như Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar, đảng viên của Dân Chủ Minnesota, thì sự hung hăng vô cớ của Nga ở Ukraine đã làm cho Hoa Kỳ thay đổi cách nghĩ về nền an ninh thế giới.
Thành viên duy nhất bỏ phiếu chống đề nghị gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan là đảng viên Cộng hòa Missouri George Hawley. Helsinki và Stockholm xin gia nhập NATO sau cuộc chiến tranh Nga xâm lược Ukraine hồi tháng 2 năm nay. Bất chấp việc Moscow nhiều lần cảnh cáo họ chớ gia nhập liên minh, Thụy Điển và Phần Lan đã tham dự các cuộc họp của NATO và thu thập thông tin tình báo của liên minh nhưng không được bảo vệ căn cứ điều 5 quy định rằng cuộc tấn công một thành viên tức là tấn công tất cả các thành viên của NATO. Việc chuẩn thuận hoàn toàn có thể mất tới một năm. Các đại sứ Phần Lan và Thụy Điển có mặt tại phòng họp của Thượng viện ghi nhận số phiếu thuận có lên tới 95 và chỉ có một phiếu chống. Tennessee kiện hệ thống tiệm thuốc Tây Walgreens phân phối tràn lan thuốc gây nghiện opioid. Theo giới chức thẩm quyền của tiểu bang Tennessee vào hôm thứ Tư đã đề nạp đơn kiện Walgreens cáo buộc công ty dược phẩm khổng lồ đã làm tăng số người nghiện tại tiểu bang bằng cách phân phối chất gây nghiện theo toa tràn ngập thị trường, vi phạm luật bảo vệ người tiêu thụ. Theo đơn kiện, Walgreens đã sử dụng vị thế hệ thống thuốc tây lớn nhất tiểu bang để phân phối hơn 1,1 tỷ viên oxycodone và hydrocodone khắp Tennessee từ năm 2006 đến năm 2020, tương đương với 175 viên mỗi cư dân. Đơn kiện dài 148 trang được đệ trình tòa án Knox County Circuit tố cáo Walgreens phân phối và tung ra thị trường số lượng opioid quá lớn tại Tennessee, nhấn chìm tiểu bang trong làn sóng tràn ngập chất gây nghiện. Tennessee với gần 7 triệu cư dân, một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng opioid tại Hoa Kỳ, ghi nhận ít nhất 3 người tử vong mỗi ngày vì sử dụng opioid quá liều. Vào hồi tháng 5, công ty mẹ Walgreens Boots Alliance Inc. đã có trụ sở tại Illinois đã phải ký kết thỏa thuận bồi thường 683 triệu Mỹ Kim cho tiểu bang Florida để giải quyết đơn kiện hệ thống tiệm thuốc tây Walgreens làm trầm trọng tình trạng nghiện ngập thông qua việc phân phối opioid tràn lan ở tiểu bang. Theo đơn kiện, Walgreens bị cáo giác đã bán cho khách hàng liều thuốc mạnh nhất hiện có, tỷ lệ bệnh nhân thanh toán bằng tiền mặt tăng cao, thu hút khách hàng ở nơi xa đến mua thuốc theo toa. Tennessee có khoảng từ 200 đến 300 cửa hàng ở tiểu bang tự phân phối 81% nguồn cung cấp opioid bán lẻ của riêng mình trong thời gian vừa qua. Dân biểu Jackie Walorski thiệt mạng vì tai nạn giao thông ở Indiana. Dân biểu Indiana là tên là Jackie Walorski và ba người khác đã bị thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông xảy ra chiều thứ Tư tại quận nhà. Theo như cuộc điều tra ban đầu, thì Walorski, 58 tuổi, ngồi trên chiếc SUV di chuyển trên đường SR-19 băng ngang Napanee, Indiana đi về hướng Nam, thình lình tông vào một chiếc xe khác chở hai người. Cả ba người ngồi trong chiếc SUV đều bị thiệt mạng, gồm có Walorski, Zachary Potts cùng 27 tuổi, Emma Thompson 28 tuổi. Người lái chiếc xe chở dân biểu Jackie Walorski là Edith Smutkiker, 56 tuổi cũng bị thiệt mạng trong vụ va chạm. Thompson là giám đốc truyền thông của Walorski và Potts, cựu giám đốc chiến dịch tranh cử của Walorski. Chồng của bà là Walorski đã được văn phòng cảnh sát quận Elkhart ở Indiana thông báo về cái chết của bà, đảng viên Đảng Cộng Hòa đại diện khu vực quốc hội số 2 của Indiana kể từ năm 2013. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã đưa ra lệnh treo cờ tại trụ sở quốc hội sau vụ tai nạn. Văn phòng cảnh sát quận Elkhart tiếp tục cuộc điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn thảm khốc trên. Cựu thống đốc Puerto Rico Wanda Vazquez bị bắt vì cáo buộc tham nhũng. Cựu thống đốc Puerto Rico Wanda Vazquez vào hôm thứ Năm bị bắt tại Hoa Kỳ với cáo buộc tham nhũng, đánh dấu sự kiện đầu tiên cho thấy cựu thống đốc của hòn đảo này có nguy cơ phải ra tòa liên bang. Hai người khác chưa được tiết lộ danh tính cũng bị bắt cùng với bà Wanda Vazquez. Giữa tháng 5 vừa qua, luật sư của Vazquez đã nói rằng thân chủ của ông đang chuẩn bị đối phó với tình huống có thể bị cáo buộc phạm tội tham nhũng mặc dù cựu thống đốc đã phủ nhận. Bà Vazquez là người phụ nữ thứ hai giữ chức vụ thống đốc Puerto Rico và là cựu thống đốc đầu tiên nguy cơ bị liên bang truy tố. Cựu thống đốc Aníbal Acevedo Vila trước đó cũng bị buộc tội vi phạm tài chính khi còn đương chức và nhưng đã được phán quyết trắng án năm 2009. Ông là thống đốc Puerto Rico đầu tiên bị truy tố trong thời gian gần đây. Vazquez tuyên thệ nhậm chức thống đốc vào tháng 8 năm 2019 sau khi cựu thống đốc Ricardo Rosello từ chức vì các cuộc biểu tình rầm rộ phản đối ông. Bà làm việc đến năm 2021 và đã phải trao lại chiếc ghế thống đốc cho Pedro Pierluisi.
Vào hôm thứ Năm, Thống đốc Pierluisi tuyên bố không ai đứng trên luật pháp và cam kết sẽ ngăn chặn tình trạng tham nhũng tại Puerto Rico. Bộ trưởng Tư pháp Florida đã bị đình chỉ nhiệm vụ vì chống lệnh cấm phá thai của tiểu bang. Thống đốc Florida Ron DeSantis hôm thứ Năm cho hay là đã ra quyết định sa thải ông Andrew Warren, bộ trưởng tư pháp của tiểu bang này, vì ông đã tuyên bố không thực thi lệnh cấm phá thai trên 15 tuần tuổi của Florida. Andrew Warren từng là dân biểu quận Hillsborough, bao gồm vịnh Tampa kể từ năm 2016, đã thực hiện nhiều biện pháp cải cách hoạt động trong lĩnh vực hình sự, bao gồm ưu tiên giảm số vụ tội phạm bạo lực, giảm số người bị bắt vì tội bất bạo động lần đầu. DeSantis là đảng viên Cộng hòa đã cáo giác Warren thực thi luật lệ theo như sự lựa chọn của riêng mình trong nhiệm kỳ. Thẩm phán Susan Lopez của quận Hillsborough ngay lập tức thì bổ nhiệm được chức vụ thay thế Warren. Lệnh cấm phá thai tại tiểu bang này coi việc chấm dứt thai kỳ sau 15 tuần tuổi là bất hợp pháp, kể cả trường hợp bị hiếp dâm hoặc loạn luân đang tranh cãi tại tòa án. Hồi tháng 6 qua, thì Warren tuyên bố không thực thi luật cấm phá thai của tiểu bang và là một trong số 83 công tố viên đã ký tên vào một lá thư công bố hồi mùa hè, cam kết là không truy tố người vi phạm lệnh cấm phá thai, đáp lại phán quyết của tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đảo ngược vụ án Roe kiện Wade năm 1973 hợp pháp hóa việc pháp phá thai trên toàn quốc, cho phép các tiểu bang tự quyết định cấm hay không hành vi phá thai. Đến đây chương trình tin tức xin được phép tạm dừng trong giây lát để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Sứ ngôn viên Trang Lương và Vũ Quang Vinh sẽ quay trở lại phần 2 với những bản tin về việc Thượng nghị sĩ Johnson đề nghị chấm dứt chương trình trợ cấp Medicare, Social Security. Taliban nói không biết thủ lĩnh Al-Qaeda ẩn náu ở Afghanistan. Samsung ở Việt Nam giảm quy mô sản xuất, cắt lương công nhân và những bản tin mới được cập nhật. Xin quý vị tiếp tục đón xem sau phần bảo trợ thương mại. Trang Lương và Vũ Quang Minh xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài truyền IBC TV và ủng hộ cho các cơ sở thương mại. Quay trở lại với phần tin tức là bản tin về việc tiết lộ câu chuyện kinh hoàng tại Alabama. Tình tiết của một câu chuyện kinh hoàng vào hôm thứ Tư đã được hé lộ về cô bé 12 tuổi, nạn nhân bị bắt cóc chạy trốn khỏi nơi giam giữ, cuối cùng dẫn đến việc tìm thấy hai thi thể đã bị phân hủy tại một căn nhà ở Alabama. Cảnh sát thị trấn Davin của Alabama công bố nhiều chi tiết khủng khiếp về cái chết của một phụ nữ và một cậu bé 14 tuổi bị giết một ngày sau khi bé gái 12 tuổi bị bắt cóc đã tìm cách trốn thoát khỏi căn nhà ma quái bằng cách nhai ngấu nghiến sợi dây thừng trói chặt cô. Cảnh sát cũng đã bắt nghi can Jose Paulino Pascurias vì tội giết người sau khi tìm thấy thi thể của một phụ nữ và một cậu bé dưới 14 tuổi trong ngôi nhà di động ở trung tâm thị trấn Deadfield ở tiểu bang Alabama. Theo điều tra của sở cảnh sát, Talaposa Reyes đã giết bạn gái tên Sandra Vaque Secha bằng cách dùng chiếc gối đè chết bà, sau đó dùng tay và chân đánh đập tới tấp để giết luôn con trai của nạn nhân tên là Secha, 14 tuổi. Cả hai thi thể đều bị chặt thành nhiều mảnh để phi tang bằng chứng. Pasco Reyes, 37 tuổi, đã bị giam tại nhà tù quận Talaposa sau khi bị bắt ở Auburn, cách Davin khoảng 25 dặm. Cũng theo cuộc điều tra, thì bé gái bị buộc chặt vào chiếc giường trong suốt một tuần lễ, có thể bị lạm dụng tình dục, bị ép uống rượu và đánh vào đầu mỗi khi cố gắng trốn thoát. Cuối cùng thì cô gái nhai đứt sợi dây thừng đang trói chặt cô đến nỗi gãy niềng răng để trốn ra ngoài. Một người lái xe trông thấy bé gái đã lập tức báo tin để cảnh sát tìm đến căn nhà di động, tìm thấy hai thi thể đang phân hủy và bắt Pasco Reyes. Thượng nghị sĩ Johnson đề nghị chấm dứt chương trình trợ cấp Medicare, Social Security. Thượng nghị sĩ Ron Johnson của Đảng Cộng hòa tại Wisconsin hôm thứ Tư đã đề nghị chấm dứt chương trình an sinh xã hội và Medicare. Hiện nay thì người làm việc tại Hoa Kỳ phải nộp thuế để chính phủ chuyển vào quỹ ủy thác của liên bang được sử dụng chi các khoản an sinh xã hội và Medicare. Khi nghỉ hưu thì công dân Hoa Kỳ đủ điều kiện sẽ được nhận các khoản thanh toán an sinh xã hội hàng tháng dựa trên thu nhập cả đời người. Tương tự thì Medicare là chương trình bảo hiểm y tế liên bang dành cho người từ 65 tuổi trở lên hoặc người bị khuyết tật.
Trong chương trình truyền hình The Regular Joe Show phát sóng hôm thứ Ba, thì thượng nghị sĩ Ron Johnson, người đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ 3 tại Thượng viện, than thở rằng các chương trình an ninh xã hội và Medicare tự động cung cấp quyền lợi cho người đáp ứng đủ điều kiện, tức là buộc người khác phải chi tiền cho hệ thống trong suốt thời gian làm việc. Theo như Johnson thì nên chuyển quỹ an sinh xã hội và Medicare thành chương trình dựa vào nguồn ngân sách được Quốc hội phân bổ hàng năm để tránh tình trạng nợ nần chồng chất. Lãnh tụ phe đa số tại Thượng viện và Tòa Bạch Ốc đã phản đối đề nghị của Ron Johnson. Theo như cơ quan tham khảo dân số phi lợi nhuận thì tiểu bang Wisconsin đứng thứ 17 toàn quốc về tỷ lệ dân số 65 tuổi trở lên. Taliban nói không biết thủ lĩnh Al-Qaeda ẩn náu ở Afghanistan. Taliban khẳng định không có thông tin về sự hiện diện của Yemen al-Zawahiri ở Afghanistan, thủ lĩnh của Al-Qaeda vừa bị Hoa Kỳ tiêu diệt bằng cuộc tấn công ở Kabul. Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan không có thông tin về việc Yemen al-Zawahiri đến và ở lại Kabul. Lãnh đạo tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan đã chỉ thị các cơ quan tình báo tổ chức cuộc điều tra toàn diện và nghiêm túc về sự việc, tuyên bố của chính quyền Taliban hôm nay cho hay. Thực tế là Hoa Kỳ đã xâm phạm lãnh thổ của chúng tôi và vi phạm mọi nguyên tắc quốc tế. Một lần nữa chúng tôi cực lực lên án. Nếu hành động như vậy lặp lại, trách nhiệm mọi hậu quả sẽ thuộc về Hoa Kỳ. Tuyên bố nêu thêm, đây là lần đầu tiên Taliban đề cập tên thủ lĩnh Al-Qaeda từ khi Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden thông báo lực lượng Hoa Kỳ đã thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở thủ đô Kabul của Afghanistan vào hôm 31 tháng 7 và tiêu diệt thủ lĩnh Al-Qaeda Yemen al-Zawahiri. Quan chức Hoa Kỳ cho biết chiến dịch do cơ quan tình báo trung ương CIA tiến hành và không có thương vong dân thường. Ngoại trưởng của Hoa Kỳ Antony Blinken cáo buộc Taliban vi phạm trắng trợn thỏa thuận khi chứa chấp al-Zawahiri. Đến tới phần tin tức từ Việt Nam, Samsung ở Việt Nam giảm quy mô sản xuất và cắt lương công nhân. Công ty điện tử Samsung Electronics quyết định giảm quy mô hoạt động của nhà máy sản xuất điện thoại thông minh ở Việt Nam, cho thấy là nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh làm tăng sản phẩm tồn kho, làm sụt giảm doanh thu của các nhà bán lẻ. Các công ty bán sản phẩm Samsung như Best Way và Target tại Hoa Kỳ, thị trường lớn nhất thế giới của công ty này cũng đã báo động về sự sụt giảm doanh thu bán hàng vì người tiêu thụ thắt lưng buộc bụng sau gần 3 năm đại dịch COVID-19. Sự sụt giảm sức tiêu thụ ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy Samsung ở Thái Nguyên, một trong hai cơ sở sản xuất điện thoại di động của Samsung tại Việt Nam, nơi cung cấp một nửa sản lượng điện thoại của công ty trên thế giới. Samsung đã sản xuất khoảng 270 triệu chiếc điện thoại thông minh vào năm 2021, nhưng nay thì chỉ còn khoảng 100 triệu thiết bị mỗi năm, và nhà máy Thái Nguyên đã phải cắt giảm số giờ làm việc của công nhân xuống còn một nửa. Samsung là nhà đầu tư ngoại quốc lớn nhất tại Việt Nam với 6 nhà máy khắp cả nước, từ Thái Nguyên và Bắc Ninh được coi là vương quốc điện thoại đến nhà máy sản xuất tủ lạnh và máy giặt ở Sài Gòn. Thái Nguyên cách Hà Nội khoảng 40 dặm đã biến thành trung tâm kỹ nghệ rộng lớn, nơi cung cấp các bữa ăn và chỗ ở miễn phí và đã thu hút hàng chục ngàn lao động trẻ, nay bị giảm số giờ làm việc, giảm một nửa tiền lương, khiến cho nhiều người âu lo về tương lai ảm đạm. Nigeria bắt 3 người Việt Nam buôn lậu vẩy TT. Cơ quan thuế vụ của Nigeria NCS phối hợp với Ủy ban Bảo vệ Loài động vật hoang dã WGC đã khám phá và tịch thu gần 400 kg vẩy TT, bắt 8 nghi can thành viên của tổ chức buôn lậu, trong đó có 3 người là công dân Việt Nam. Theo giới chức thẩm quyền Nigeria xác định, số nghi can trên là thành viên của tổ chức buôn lậu vận chuyển vẩy TT, ngà voi, sừng tê giác và xương sư tử từ Mozambique và Nam Phi quá cảnh Nigeria trước khi đưa về Việt Nam. WJC là tổ chức quốc tế đã theo dõi, điều tra và triệt hạ các mạng lưới buôn lậu, cơ phận loài động vật hoang dã bất hợp pháp. Họ cũng cho biết đây là vụ buôn lậu loài động vật hoang dã lớn thứ tư bị WJC khám phá trong năm nay. Cảnh sát ở Auckland đã công bố hình ảnh chụp số xe hơi của kẻ cướp đột nhập khu vực Little Sài Gòn. Sở Cảnh sát ở Auckland hôm thứ Hai đã công bố một số hình ảnh chụp số xe hơi của kẻ gian sử dụng để trộm cướp ở khu cơ sở kinh doanh của người Việt ở Little Sài Gòn tại Auckland, tiểu bang California. Trong tuần qua, thì tổng cộng 7 cửa hàng tọa lạc tại khu vực này đã bị trộm, đã làm nản lòng hầu hết các chủ cơ sở kinh doanh người Việt Nam. Sở Cảnh sát Auckland hy vọng số bức ảnh trên sẽ giúp xác định kẻ cướp trong khi tiến hành cuộc điều tra. Họ cũng xác nhận là ít nhất 5 người và 3 chiếc xe hơi liên quan đến các vụ cướp tại Little Sài Gòn ở Auckland.
Quý vị vừa theo dõi bản tin cuối cùng trong chương trình tin tức buổi chiều ngày hôm nay cùng với đài truyền hình IBC TV do bản tin tức xuống ngôn viên Trang Lương và Vũ Quang Vinh phụ trách. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Vâng, và kính xin cảm ơn các nhà bảo trợ của chương trình như là BNT Insurance. BNT Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm sức khỏe. BNT Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín, chuyên nghiệp, cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. BNT Insurance với hơn 10 năm kinh nghiệm, đại diện rất nhiều những hãng bảo hiểm danh tiếng và cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida và Maryland. BNT Insurance có 3 trụ sở chính tại Bosa Avenue, Westminster, California, số phone là 714-531-3100. Trụ sở thứ 2 tại Gavie Avenue, Rosemead, California, số phone là 626-999-5865. Và trụ sở thứ 3 tại Valley Boulevard, San Gabriel, California, số phone là 626-570-0342. Xin mời quý vị hãy gọi ngay cho BNT Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Vũ Quang Vinh và Trang Lương xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và xin kính chúc quý vị một ngày thật tốt đẹp. Quý vị đã đến với chương trình tin tức tổng hợp được phát sóng trên đài truyền hình IBC TV trên băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, trên hệ thống Galaxy 19 được phủ sóng toàn 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada, trên các app điện tử cũng như trên mạng điện toán toàn cầu IBCTV.us. Phụ trách chương trình tin tức bản tin 10 giờ tối ngày hôm nay, xứ ngôn viên Trang Lương và Vũ Quang Vinh sẽ trân trọng kính chào. Vâng, và kính thưa quý vị, trước khi đi vào bản tin chi tiết ngày hôm nay, chúng ta hãy đến với phần điểm tin. Ukraine cảnh báo Nga đang mở thêm mặt trận mới. Ngoại trưởng Blinken, Mỹ phản đối nỗ lực thay đổi hiện trạng ở Đài Loan. Bà Nancy Pelosi thăm Nam Hàn, ủng hộ phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Bắn nhiều tên lửa vào vùng biển Đài Loan. Asian cảnh báo về nguy cơ toan tính sai về Đài Loan, bất mãn với Myanmar. Kính thưa quý vị, phần tin đầu tiên chi tiết ngày hôm nay sẽ do xứ ngôn viên Vũ Quang Vinh trình bày. Xin mời quý vị hãy cùng đón xem. Ukraine cảnh báo Nga đang mở thêm mặt trận mới. Ukraine cho biết Nga đã bắt đầu thành lập lực lượng quân sự tấn công nhằm vào quê nhà của Tổng thống Volodymyr Zelensky là Kyiv. Trước đó họ đã bác bỏ đề xuất của cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder rằng Nga muốn có giải pháp đàm phán cho cuộc chiến và bắt phía Ukraine nói rằng bất kỳ đối thoại nào cũng phụ thuộc việc Nga ngưng bắn và rút quân. Trong khi đó, tờ South China Morning Post SCMP vào hôm 4 tháng 8 đưa tin Ukraine đang tìm kiếm cơ hội để nói chuyện trực tiếp với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình để nhờ ông Tập giúp chấm dứt chiến tranh. Đó là một đất nước rất mạnh, đó là nền kinh tế hùng mạnh, do đó họ có thể ảnh hưởng đến Nga về chính trị, kinh tế. Và Trung Quốc là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, ông Zelensky trả lời SCMP trong một cuộc phỏng vấn. Trên chiến trường, quân Nga đã dồn dập có các hoạt động quân sự bao gồm nã pháo từ xe tăng, pháo thông thường và pháo phản lực ở một số vùng của Ukraine. Bộ Tổng tham mưu Ukraine vào hôm 4 tháng 8 cho biết. Trước đó, Ukraine cho biết Nga đã bắt đầu thiết lập một lực lượng tấn công theo hướng Kyiv và họ có thể đang chuẩn bị phát động các cuộc tấn công mới ở miền nam của Ukraine. Thành phố sản xuất thép Kyiv, nơi ông Zelensky lớn lên, nằm cách tiền tuyến phía nam khoảng 50 km. Ngoại trưởng Blinken, Mỹ đã phản đối nỗ lực thay đổi hiện trạng ở Đài Loan.
Hoa Kỳ đã phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng Đài Loan, nhất là bằng vũ lực, và chính sách của Washington đối với Đài Loan không thay đổi. Ngoại trưởng Mỹ là Antony Blinken nói với những người đồng cấp Đông Nam Á hôm 4 tháng 8, sự bất ổn định giữa hai bờ biển là bờ eo biển là vì lợi ích của toàn bộ khu vực. Ông tại một hội nghị ở Campuchia một ngày sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan. Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của Mỹ trong vòng 20 năm năm, gây ra phẫn nộ cho Trung Quốc vốn cho rằng hòn đảo tự trị này là lãnh thổ của họ. Chúng tôi và các nước trên thế giới tin rằng sự leo thang không có ích cho bất kỳ ai và có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn, vốn không có lợi cho ai cả, bao gồm của các nước ASEAN và cả Trung Quốc. Ông Blinken nói. Ông còn nói thêm rằng đang ở Campuchia để tham dự một hội nghị về an ninh của hơn 27 nước vốn dự kiến sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng lương thực do cuộc chiến giữa Nga và Ukraine gây ra, sự ổn định ở eo biển Đài Loan và cuộc khủng hoảng ở Myanmar. Tại hội nghị, ông Blinken và ASEAN đã cam kết nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược an toàn diện. Trước đó, thì ông đã gặp Ngoại trưởng Qatar để nói về những diễn biến ở Afghanistan, Iran và thảo luận về cuộc khủng hoảng kinh tế của Sri Lanka với người đồng cấp Ấn Độ là Subramanyam Jaishankar. Sau đó, thì ông đã gặp tân Ngoại trưởng Sri Lanka là Ali Sabri và hứa là sẽ hỗ trợ cho đất nước đang chao đảo trong khủng hoảng kinh tế và chính trị mà ông nói là thách thức và cơ hội mới. Tổng thư ký NATO không thể để Nga thắng ở Ukraine. Cuộc chiến ở Ukraine là thời điểm nguy hiểm nhất đối với Âu Châu kể từ đệ nhị thế chiến và Nga không được phép giành chiến thắng. Tổng thư ký của NATO Jens Stoltenberg đã nói vào hôm 4 tháng 8. Để ngăn Moscow chiến thắng, NATO và các quốc gia thành viên có thể phải tiếp tục hỗ trợ vũ khí và có các trợ giúp khác cho Ukraine trong thời gian dài sắp tới, ông nói thêm. Lợi ích của chúng ta là không có chuyện kiểu hành xử hung hăng này lại thành công được, cựu thủ tướng của Na Uy phát biểu tại quê nhà của ông. Những gì xảy ra ở Ukraine thật khủng khiếp, nhưng sẽ còn tồi tệ hơn nhiều nếu xảy ra chiến tranh giữa Nga và NATO, ông nói. Mô tả điều mà Moscow gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt là cuộc tấn công vào trật tự thế giới hiện tại. Ông Stoltenberg nói liên minh quân sự này phải ngăn chiến tranh lan rộng. Đây là tình huống nguy hiểm nhất ở Âu Châu kể từ đệ nhị thế chiến. Nếu Tổng thống Vladimir Putin mảy may có ý nghĩ làm điều tương tự đối với một quốc gia thành viên NATO như ông ấy đã làm với Georgia, Moldova hay Ukraine, thì toàn bộ khối NATO sẽ vào cuộc ngay lập tức, ông Stoltenberg đã nói. Cuộc chiến giữa Ukraine đã khiến Phần Lan và Thụy Điển, những quốc gia vốn không liên kết xin gia nhập NATO và đề nghị gia nhập của họ đến nay đã được 23 trong số 30 quốc gia thành viên phê chuẩn. Bà Nancy Pelosi thăm Hàn Quốc và ủng hộ phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Chủ tịch Hạ viện Mỹ là Nancy Pelosi và người đương nhiệm Hàn Quốc hôm 4 tháng 8 đã tuyên bố ủng hộ các nỗ lực duy trì năng lượng Rande mạnh mẽ đối với Triều Tiên và tiến tới phi hạt nhân hóa quốc gia này. Trong tuyên bố chung được đưa ra sau khi bà Pelosi gặp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo tại Seoul, thì hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ quan ngại về các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đang tiến triển của Triều Tiên. Cả hai bên đều bày tỏ lo ngại về tình hình nguy cơ từ mối đe dọa ngày càng tăng của Triều Tiên. Tuyên bố cho biết, chúng tôi nhất trí ủng hộ những nỗ lực của chính phủ hai nước nhằm đạt được phi hạt nhân hóa và hòa bình thực tế thông qua hợp tác quốc tế và đối thoại ngoại giao dựa trên khả năng là răn đe mạnh mẽ mở rộng đối với Triều Tiên. Bà Pelosi cũng nói tại cuộc họp báo rằng bà và ông Kim đã thảo luận về các cách thức thúc đẩy hợp tác về các vấn đề an ninh khu vực và các vấn đề kinh tế và khí hậu. Bà Pelosi đã đến Hàn Quốc vào cuối ngày 3 tháng 8 sau khi ghé qua Đài Loan trong thời gian ngắn ngủi. Bà đã gặp các quan chức tại Sứ quán Mỹ tại Seoul hôm 4 tháng 8 trước cuộc hội đàm với ông Kim và các nhà lập pháp khác. ASEAN cảnh báo về nguy cơ toan tính sai về Đài Loan, bất mãn với Myanmar. Khối ASEAN vào hôm 4 tháng 8 đã cảnh báo về nguy cơ những biến động do căng thẳng ở eo biển Đài Loan có thể dẫn đến toan tính sai, đối đầu nghiêm trọng, xung đột có căn nguyên sâu xa và hậu quả khó lường giữa các cường quốc. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đang họp ở Campuchia với sự tham gia của Ngoại trưởng 27 nước, nhưng sự kiện này bị lu mờ trước những diễn biến xung quanh Đài Loan sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi. ASEAN sẵn sàng đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc tạo điều kiện đối thoại hòa bình giữa tất cả các bên. Tổ chức này cho biết trong một tuyên bố, đồng thời kêu gọi kiềm chế tối đa. Các quốc gia Đông Nam Á thường thận trọng khi đưa ra lập trường để cân bằng quan hệ giữa họ với Trung Quốc và Hoa Kỳ, đồng thời khéo léo tránh chọc giận cả hai cường quốc này. Hoa Kỳ và truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết
hai ngoại trưởng Vương Nghị và Antony Blinken không có kế hoạch gặp nhau ở Campuchia. Trước đó cũng trong ngày 4 tháng 8, ông Antony Blinken đã gặp gỡ các đối tác đến từ Ấn Độ, Qatar và nước chủ nhà Campuchia. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết cuộc gặp giữa ông Vương và người đồng cấp Nhật Bản tại Campuchia đã bị hủy bỏ và nêu lý do là Trung Quốc bất bình về tuyên bố của G7, kêu gọi Trung Quốc giải quyết căng thẳng về Đài Loan một cách hòa bình. Kính thưa quý vị, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại. Vũ Quang Vinh và Trang Lương sẽ quay trở lại với quý vị với những tin tức vừa được cập nhật như Trung Quốc khuyến cáo các hãng bay Việt Nam tránh eo biển Đài Loan, Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam đổi mới giáo dục đại học và Trung Quốc bắn nhiều tên lửa vào vùng biển Đài Loan. Xin mời quý vị hãy tiếp tục đón xem. Quang Vinh và Trang Lương xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ cho những cơ sở thương mại đã luôn đồng hành cùng với IBC TV. Phần tin tức tiếp theo, Trung Quốc bắn nhiều tên lửa vào vùng biển Đài Loan. Trung Quốc hôm 4 tháng 8 đã bắn rất nhiều tên lửa xung quanh Đài Loan khi họ khởi động các cuộc tập trận quân sự chưa từng có. Một ngày sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới hòn đảo tự trị này mà Bắc Kinh xem là lãnh thổ của họ. Không lâu sau thời gian dự kiến bắt đầu vào lúc 4 giờ GMT, tức là 11 giờ Hà Nội, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV loan báo là tập trận đã bắt đầu và sẽ kết thúc vào lúc 4 giờ GMT ngày 7 tháng 8. Đài này cho biết là các cuộc tập trận này lớn nhất từ trước đến nay của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan sẽ bao gồm bắn đạn thật ở vùng biển và trong không phận xung quanh Đài Loan. Bộ Tư lệnh Mặt trận miền Đông Trung Quốc cho biết là họ đã hoàn thành nhiều đợt bắn tên lửa quy ước vào vùng biển phía đông của Đài Loan nằm trong kế hoạch tập trận. Lần cuối cùng mà Trung Quốc bắn tên lửa vào vùng biển xung quanh Đài Loan là vào năm 1996. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết một số tên lửa Đông Phương đã được bắn vào vùng biển Đông Bắc và Tây Nam của hòn đảo này. Đài Loan dự báo chiến tranh tâm lý sẽ gia tăng sau chuyến thăm của bà Nancy Pelosi. Đài Loan vào hôm thứ Tư ngày 3 tháng 8 đã cam kết tăng cường an ninh, chống lại những gián đoạn có thể xảy ra bởi các lực lượng nước ngoài, bao gồm các cuộc tấn công mạng giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc gia tăng sau chuyến thăm hòn đảo tự trị của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi. Trung Quốc đã thể hiện sự phẫn nộ trước chuyến thăm cấp cao nhất của Hoa Kỳ trong 25 năm tới hòn đảo mà Bắc Kinh tuyên bố thuộc về mình bằng một loạt hoạt động quân sự ở các vùng biển xung quanh, triệu tập đại sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh và ngừng nhập khẩu một số nông sản từ Đài Loan. Bà Nancy Pelosi đã đến Đài Loan vào ngày 2 tháng 8 và rời đi vào ngày 3 tháng 8 sau khi cam kết đoàn kết với hòn đảo và ca ngợi nền dân chủ tại đây. Phát ngôn viên nội các Đài Loan Lo Ping-chen đã nói trong một cuộc họp báo với giới truyền thông rằng nhà chức trách đã tăng cường an ninh tại các cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm các nhà máy điện và sân bay, đồng thời tăng cường mức độ cảnh báo về an ninh mạng trong các văn phòng chính phủ. Bộ Ngoại trưởng Ngoại giao Việt Nam thăm Campuchia. Bộ Ngoại trưởng Ngoại giao Việt Nam là Bùi Thanh Sơn đã tới Campuchia để tham dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55 và các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao giữa ASEAN đối với đối tác. Theo như Bộ Ngoại giao Việt Nam, thì ông Sơn tới Campuchia theo như lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prak Sokhon. Tin cho hay là Bộ trưởng Sơn sẽ tham dự các hội nghị cũng như gặp các đối tác từ ngày 2 tới ngày 6 tháng 8. Trong một diễn biến khác liên quan thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là Ned Price hôm 29 tháng 7 nói rằng Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ tới thủ đô Phnom Penh của Campuchia từ ngày 3 tới 5 tháng 8 để tham dự các cuộc họp với các quan chức ASEAN. Theo như ông Price thì Ngoại trưởng Blinken sẽ nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ đối với vai trò trung tâm của ASEAN và thực hiện thành công triển vọng ASEAN về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Thêm nữa thì phát ngôn viên này cho biết rằng quan chức ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ cũng sẽ đề cập đến đại dịch COVID-19, hợp tác kinh tế, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, cuộc khủng hoảng ở Myanmar và cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Ngoài các cuộc gặp song phương với quan chức nước chủ nhà, tin cho hay, ông Blinken sẽ gặp và trao đổi với các cựu thành viên của sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á. Trung Quốc khuyến cáo các hãng bay Việt Nam tránh eo biển Đài Loan. Các hãng hàng không của Việt Nam được khuyến cáo điều chỉnh đường bay để tránh khu vực gần eo biển Đài Loan, nơi Trung Quốc chuẩn bị tập trận bắn đạn thật nhằm đáp trả chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ tới Đài Loan mà Bắc Kinh phản đối. Theo Bộ Quốc phòng của Trung Quốc cho biết tối ngày 2 tháng 8, khi bà Nancy Pelosi đang tới thăm hòn đảo tự trị mà Bắc Kinh tuyên bố thuộc chủ quyền của họ, quân đội Trung Quốc được đặt trong tình trạng báo động cao và sẽ khởi động các hoạt động quân sự có mục tiêu.
Cục Hàng không Việt Nam cho biết cơ quan này đã nhận được khuyến nghị từ nhà chức trách Trung Quốc rằng phải tránh bay gần các khu vực đánh dấu gần đảo Đài Loan bắt đầu từ trưa ngày 4 tháng 8 kéo dài tới 5 tháng 8, theo truyền thông trong nước đưa tin. Ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam được báo giới trong nước trích lời cho biết vào hôm 3 tháng 8 rằng Cục đã thông báo tới các hãng bay Việt Nam và khuyến cáo họ điều chỉnh đường bay để tránh khu vực gần đảo Đài Loan. Ông Thắng cho biết việc Trung Quốc tập trận gần Đài Loan ảnh hưởng tới các đường bay từ Việt Nam đi Hoa Kỳ do Vietnam Airlines khai thác thường lệ và các đường bay khác từ Việt Nam đến Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc. Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam đổi mới giáo dục Hoa Kỳ. Hoa Kỳ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ là USAID hôm 1 tháng 8 đã khởi động một dự án hợp tác kéo dài 5 năm với 3 trường đại học hàng đầu của Việt Nam với ngân sách là 14,2 triệu đô la. Đại sứ quán Việt Nam ở Mỹ cho biết là dự án mang tên Hợp tác đổi mới giáo dục đại học vốn được Phó Tổng thống Hoa Kỳ là Kamala Harris công bố tháng 8 năm 2021 sẽ hợp tác với các trường đại học, các cơ quan nhà nước và các đối tác doanh nghiệp để đổi mới giáo dục đại học tại Việt Nam. Cơ quan ngoại giao này nói rằng Đại học Indiana, đối tác bên phía Hoa Kỳ, sẽ hợp tác với 3 trường đại học lớn nhất của Việt Nam là Đại học Quốc gia thành phố Sài Gòn, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Đà Nẵng nhằm cải thiện chất lượng giáo dục, tăng cường năng lực quản trị tại các trường đại học này và giúp các trường trở thành các hình mẫu của nền giáo dục đại học hiện đại tại Việt Nam. Tin cho hay thì dự án hợp tác sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội thông qua việc mang lại lợi ích cho các sinh viên Việt Nam và trang bị cho họ những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang ngày càng cạnh tranh. Đại sứ quán Mỹ dẫn lời của Đại sứ Mark Knapper phát biểu tại đại sự kiện khởi động dự án rằng Hoa Kỳ cam kết là đối tác trong việc hỗ trợ sự thành công và bền vững lâu dài của các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam. Và thông qua dự án hợp tác này, chúng ta sẽ chung tay cải thiện chất lượng và khả năng đáp ứng thị trường của hệ thống giáo dục đại học nhằm thúc đẩy tăng trưởng lâu dài. Theo như phía Hoa Kỳ, thì dự án sẽ hỗ trợ để các đại học đối tác đạt được 3 mục tiêu, gồm có tăng cường bền vững tài chính và tự chủ, cải thiện chất lượng giáo dục và nâng cao năng lực, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Công nghệ mới mở ra hy vọng cứu sống một người vừa qua đời. Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng sự phân hủy của các mô sau khi chết có thể đình chỉ và các chức năng của tế bào được phục hồi dựa trên các thí nghiệm ban đầu ở lợn mà chung cuộc có thể giúp tăng số lượng nội tạng con người có thể cấy ghép. 60 phút sau khi ngừng tim các con vật được gây mê, các nhà nghiên cứu của Yale đã có thể khởi động lại tuần hoàn bằng cách sử dụng một máy chuyên dụng và chất lỏng tổng hợp mang oxy và các thành phần khác giúp tăng cường sức khỏe tế bào và ngăn chặn tình trạng viêm nhiễm. 6 giờ sau, việc điều trị với cái gọi là công nghệ Organ X đã làm giảm hoặc sửa chữa một số tổn thương chẳng hạn như sưng nội tạng và xẹp mạch máu, thường là do thiếu oxy khi ngừng tim làm ngừng dòng máu. Kết quả cho thấy khi tim ngừng đập, cơ thể không chết như những gì chúng ta nghĩ trước đây. Ông Zonimir Valecha của Đại học Yale đã nói tại một cuộc họp báo, chúng tôi đã có thể chứng minh rằng chúng tôi có thể thuyết phục các tế bào chớ có chết. Các phân tích di truyền của tế bào cho thấy tiến trình sửa chữa của mô và tế bào bắt đầu một khi hệ tuần hoàn được phục hồi. Các nhà nghiên cứu trình bày trên tạp chí Nature vào hôm 3 tháng 8. So với các phương tiện truyền thông để khôi phục tuần hoàn, oxy hóa màng ngoài cơ thể ECMO, Organ X bảo tồn tính toàn vẹn của mô, giảm tế bào chết và khôi phục các quá trình của các phân tử và tế bào được lựa chọn trên khắp các nội tạng quan trọng, các nhà nghiên cứu đã viết. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV buổi tối ngày hôm nay do sứ ngôn viên Vũ Quang Vinh và Trang Lương thực hiện. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và đặc biệt là xin gửi lời cảm ơn tới các nhà bảo trợ của chương trình như là B&T Insurance. B&T Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm sức khỏe. B&T Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín, chuyên nghiệp, cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. B&T Insurance đại diện rất nhiều những hãng bảo hiểm danh tiếng và cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida và Maryland. B&T Insurance có 3 trụ sở chính tại Bosa Avenue, Westminster, California. Số phone là 714-531-3100. Trụ sở thứ 2 tại Gavi Avenue, Rosemead, California. Số phone là 626-999-5865. Và trụ sở thứ 3 tại Valley Boulevard, San Gabriel, California. Số phone là 626-570-0342. Xin mời quý vị hãy gọi ngay cho B&T Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Và chúng tôi xin mời quý vị Phật tử gần xa cùng đến tham dự đại lễ Vu Lan Thắng Hội được tổ chức tại chùa Điều Ngự vào ngày thứ Bảy, 6 tháng 8 năm 2022 vào lúc 10 giờ sáng. Trang Lương và Vũ Quang Vinh xin trân trọng kính chào và xin kính chúc quý vị và gia đình một buổi tối vô lượng an lạc.